thì mẹ hẹn mới nói với lại bố về thương một điều rằng là con của mình nó thích được tương tác, nó thích được trải nghiệm, nó thích được tự do, mà ở nhà mà bố lại cứ đồng hành là con phải ngồi thế này, con phải làm cái kia thì đứa bé nó sẽ rất có vấn đề. Đây, ví dụ con của bố Thắng lớn rồi đi chẳng hạn, 14 tuổi thì chẳng hạn đọc những cái cuốn sách về doanh nhân thế giới, về Lincoln chẳng hạn, hay là những cuốn sách mà Thói Quen Tốt Theo Tôi Trọn Đời chẳng hạn, hoặc là Thực Ra Tôi Rất Giỏi đây, hoặc là những cái cuốn sách về họa sĩ, những cái người mà rất nổi tiếng trên thế giới tuyệt. Con đọc sách đi, nhưng mà mẹ hãy chỉ cho ba Thắng một điều này nữa này. Còn đương nhiên là có rất là nhiều thứ phải để đồng hành với con của mình và để nó yêu sách là cả một hành trình. Thế thì đứa lớn thì sẽ đọc những cuốn sách lớn và đứa nhỏ thì sẽ đọc cuốn sách nhỏ. Sách của những em bé lớn thì nó sẽ nhiều chữ, còn sách của những em bé nhỏ thì nó rất là ít chữ nhưng nó lại nhiều hình. Chúng ta sẽ nhìn thấy là sự khác biệt và màu sắc rất là nhiều. Thế nên thường thì chúng ta cứ bắt là con phải đọc cái cuốn sách mình mua. Tuyệt đối không nhá. Hãy dẫn con đi siêu thị xem con thích cuốn sách gì thì để cho nó mua. Nhưng mua rồi thì mẹ hẹn sẽ chỉ cho ba Thắng một cái giải pháp tuyệt đỉnh này nữa này. Rồi, thế thì bây giờ mẹ hẹn muốn nói với mình như thế này. Thực ra khi mà nếu ba Thắng, con của ba Thắng ở nhà lớn rồi, ví dụ như bé là 14 tuổi rồi đi, hoặc là nếu như bé 4 tuổi thì câu chuyện khác, nhưng mà bé 14 tuổi thì lại câu chuyện khác. Ví dụ như là bạn 14 tuổi thì con của ba là 14 tuổi đúng không? Vâng ạ, 14 tuổi. Rồi, thế thì con của ba 14 tuổi thì bây giờ mình như thế này, mình sẽ mua lại kiến thức của con. Chúng ta comment được không ạ? Mua lại kiến thức của con. Để một dụ một cái đứa bé lớn mà đọc sách không phải chuyện đơn giản đâu. Các cha mẹ sẽ làm như thế này. Rồi, mỗi một ngày con đọc cho bố 3 trang, lần đầu chỉ đọc ít thôi, 2 trang hoặc 3 trang thôi. Bố thì bận lắm, bố không có thời gian. Con đọc cho bố hoặc con tóm tắt cho bố, có thể con đánh máy cũng được. Có thể là con nói cho bố cũng được. Có thể con viết ra một cái cuốn nhật ký cho bố cũng được, giống như thế này, được không? Cứ mỗi một ngày con hãy tóm tắt một câu chuyện con viết vào đây cho bố. Thì bố sẽ mua lại kiến thức của con bằng cái cách là một cứ 3 trang con đọc hay 10 trang con đọc thì bố sẽ mua là 5.000 đồng. Thì cứ mỗi một ngày á, ví dụ như con đọc được 10 trang thì bố sẽ mua lại cho con 5.000, mua lại nha, để bố đọc lại. Thay vì bố đọc hết, bố không có thời gian thì bố đọc lại những cái tóm tắt của con về cái cuốn sách đấy. Thời gian đầu mua ít thôi, cho con 3 trang thôi, xong tăng dần lên 5 trang, tăng dần lên 10 trang, được không ạ? Đó, hoặc là rồi cuối cùng ba trả luôn một cái cuốn sách này, là cuốn sách này nếu con đọc hết thì ba sẽ mua lại với giá là 10.000 đồng hoặc 50.000 đồng, tùy vào cái vùng của mình. Thành phố Hồ Chí Minh thì 50.000 đồng thì nó bình thường, nhưng mà ở quê thì 50.000 đồng là rất lớn, đúng không ạ? Hãy tùy nha, mình hãy nói là tùy. Thì mình mua lại kiến thức của con thì tại sao lại phải mua? Thì khi mua như thế thì đứa bé nó sẽ được, từ bé nó cảm giác thế là nó chia sẻ lại cho người khác. Thì theo một cái thông điệp từ Viện Nghiên cứu Giáo dục của Mỹ, người ta nghiên cứu ra rằng là một người nào đó mà dạy lại cho người khác hoặc chỉ lại cho người khác thì nó sẽ đọng lại ở trong đầu tới 90%. Thế ba có muốn con mình thông minh không? Muốn con mà mình nhớ lâu không? Có chứ, đúng không? Ok. Thế thì điều đó có nghĩa rằng là mình hãy để cho đứa bé nó dạy lại cho mình và nó tóm tắt lại cho mình, thì nó vừa tư duy logic, nó vừa có năng lực tóm tắt, nó vừa có, mình vừa rèn cho đứa bé đọc sách được, mà mình lại vừa làm cho cái đứa bé của chúng ta nó cảm giác thấy là nó có giá trị và nó lại có thu nhập. Vì năm nay nó 14 tuổi rồi mà. Nó mà đã 14 tuổi rồi thì chắc chắn một điều là nó cần phải có tiền để nó uống trà sữa cùng với bạn chứ. Nó mời bạn ăn rem chứ, đúng không? Thế thay vì bây giờ mình cầm tiền mình cho con thì có phải cái đứa bé của chúng ta nó sẽ rất có vấn đề, đúng không ba Thắng? Nào trả lời xem nào, hàng ngày ba có phải cho tiền nó đi ăn rem không? Dạ không ạ, nhưng mà hàng ngày cũng thích mua con những cái việc nhà, việc cửa rồi trông nghe. Ok, thế thì bây giờ đây, mua trí tuệ được không ạ? Và con đọc sách thì bố sẽ trả con tiền, coi như là bán kiến thức cho bố, tóm tắt lại cho bố bằng cách là con đánh máy cho bố. Nếu con đánh máy giỏi, nếu muốn rèn luyện cho con về kỹ năng đánh máy, con đánh máy cho bố trang trí đẹp. Bố sẽ, nếu mà đánh máy mà trang trí bình thường thì 5.000, còn nếu đánh máy mà biết làm cuộc đánh máy mà biết trang trí đẹp thì mà nhanh nữa thì bố sẽ mua với giá 10.000 đó. Mình sẽ trả theo cấp độ thì đứa bé nó thừa hiểu là giá trị của nó tương ứng với lại tiền, đúng không? Cái đó là mình dạy con mình ngay từ bé. Và khi nó chia sẻ lại kiến thức cho người khác thì nó sẽ nhớ trong đầu là nhiều nhất. Và khi nó nhớ trong đầu nhiều nhất như vậy rồi ấy, thì có phải là đó là cái mà mình cần, đúng không? Để nó lưu giữ được trí tuệ ở đây và rèn luyện cho nó cái thói quen. Và khi mà nó làm nó có tiền thì bây giờ trẻ 14 tuổi nó thích lắm. Nó được mua đôi giày, nó mua đôi dép. Thay vì ba đi mua cho nó cái áo, chẳng hạn hôm nay nó bảo nó thích cái áo màu hồng, hoặc là nó thích áo màu xanh, nhưng mình bảo là bố không có tiền, đâu được. Mình đâu thể nói với con là không có tiền được trong khi mình đầy tiền. Đó là mình không trung thực, mình không thể dạy con như thế. Mình phải dạy là bố có rất là nhiều tiền. Ví dụ nó bảo là bố con muốn mua chiếc áo màu xanh, mình bảo là thế con có tiền chưa?
Thế bố nó bảo là nhưng mà bố có tiền mà, thôi bố mua cho con đi chứ con làm gì có tiền. Và bố có tiền là bố có tiền, bố có rất nhiều nó làm khác. Vì bố phải đi làm và hàng ngày người ta trả cho bố rất nhiều tiền. Vì giá trị bố tạo ra rất tốt nên bố nhiều tiền lắm. Không muốn xem bóp của bố không, đây này. Bố nhiều tiền lắm, đây mở cái bóp ra được không ạ? Đây này, tiền của bố đây, ở trong đây này, đây. Rất là nhiều, nhưng đấy là tiền của bố. Đấy là công sức lao động của bố. Và bố làm rất giỏi và chịu khó thì bố có rất là nhiều tiền. Thế con không muốn có nhiều tiền như bố không? Thì bây giờ thế này nhá, cứ đọc sách đi. Rồi bố sẽ mua lại tiền của bố, lại mua kiến thức của con bằng cách là trả cho con bằng tiền, đúng không? Thế thì á, con cứ đọc cho bố và tóm tắt lại cho bố, bố mua lại giá trị của con. Vì bố đi làm bố cũng phải bán giá trị mà, bố bán thân của bố mà, bố bán giá trị của bố mà. Ấy, bố có nhiều tiền đó là tiền của bố, còn đấy bố nhiều lắm con cũng muốn xem không? Ấy, tiền của con có chưa? Con phải tự làm. Thế thay vì đằng nào mình chả mua cái áo cho nó 200 ngàn, 300 ngàn, thì bây giờ con đọc sách đi, con có tiền đi, con tự mua. Thế thì có phải đứa bé nó tự hào rằng ô nó làm được và nó có tiền, đúng không? Đấy, tuyệt vời. Các cha mẹ đang nghe chương trình có thấy tuyệt vời không thì comment ở trên màn hình nha. Ok, thế thì vừa dạy con mình là cách kiếm tiền, vừa dạy cho con mình được kỹ năng, đó là muốn có một cái gì, muốn có tiền thì phải có cái gì, phải có lao động, phải làm việc, đúng không? Có phải đấy là mình dạy con ngay từ bé để cho nó ăn vào tiềm thức của bé của chúng ta.